Marcus Rashford, chìa khóa dẫn đến thành công của Solskjaer. Bị đánh giá thấp hơn vì thành tích có phần kém cỏi trong những tuần qua, nhưng Manchester United đã bất ngờ đập tan mọi lời dự đoán trước đó bằng một lối chơi thanh thoát và đầy biến ảo trong trận gặp Manchester City. Một trong những nhân tố đóng góp vào thành công này của Quỷ Đỏ chính là tiền đạo trẻ Marcus Rashford. Liệu có một cầu thủ tấn công nào tốt hơn Rashford ở thời điểm hiện tại? Một câu hỏi có lẽ chẳng ai dám nghĩ đến cách đây 8 tuần trước. Công bằng mà nói, có lẽ câu trả lời là có thể là Sadio Mane, Son Heung-min hay Jamie Vardy. Dù sao đi nữa, hãy cứ tận hưởng màn trình diễn của anh rạng sáng hôm nay. Đã 3 năm kể từ ngày Rashford thành cầu thủ đội 1, trong khoảng thời gian đó, Rashford đã dần chứng minh bản thân nhờ phong cách thi đấu thần tốc, kỹ năng thượng thừa cùng sự khéo léo, một cầu thủ lớn của những trận đấu lớn theo đúng nghĩa. Bàn thắng mở tỷ số của Rashford trong chiến thắng 2-1 của Manchester United trên sân Etihad là bàn thắng thứ 13 trong 14 trận gần nhất của anh cho cả hai mặt trận câu lạc bộ và đội tuyển quốc gia. Dù rõ ràng hàng thủ của Manchester City là những người đáng trách khi lộ rõ sơ hở trước Rashford, nhưng không thể phủ nhận tài năng và sự thanh thoát của Rashford trong pha bóng dẫn đến quả phạt đền cho Manchester United. Trước đó, Rashford vốn đã rất tuyệt vời khi có những pha ngoặt bóng đẳng cấp và tinh tế, cùng những pha chạy chỗ xuyên thẳng vào hàng tiền vệ của Manchester City. Một màn trình diễn thể hiện những gì tuyệt vời nhất của anh trong trận đấu. Sự cân bằng và tốc độ luôn hiển hiện trong mọi bước chạy, kể cả ở những pha hãm thành. Thêm vào đó là sự chắc chắn, những pha đi bóng tinh quái và đáng sợ nhằm đánh gục tinh thần đối thủ sau mỗi pha tấn công. Ở trận này, Ole Gunnar Solskjaer đã rất khéo léo khi sử dụng tốc độ và sự nhanh nhạy làm công thức chủ đạo cho hàng công. Anthony Martial, Daniel James, Jesse Lingard và Rashford chính là những cái tên khiến hàng thủ Manchester City bao gồm một Fernandinho 34 tuổi và một John Stones thiếu ổn định phải sợ hãi. Cuộc đối đầu này của hai đội thực sự là một cuộc đối đầu của hai trường phái khác nhau. Zigzag đối đầu với trực diện, tam giác nhỏ đối đầu với hình vuông. Đã có lúc Manchester City dồn ép Manchester United về phần sân nhà của mình bằng những pha bóng một chạm cùng với những pha đi bóng đậm chất Tây Ban Nha. Thế nhưng Manchester United bằng một lối đá trực diện và tốc độ đã phá vỡ được thế trận của Manchester City. Trước khi có bàn mở tỷ số, Man United đã có đến 4 cơ hội ngon ăn đều đến từ những khoảng trống mênh mông giữa những bóng áo xanh. Sau 20 phút, Rashford một lần nữa tìm được khoảng trống, ngoặt bóng theo một cách rất riêng, rồi tự tin đi bóng khiến Bernardo Silva phải phạm lỗi với mình. Một quả penalty 10-10 và xứng đáng cho Man United. Một tình huống thể hiện sự khéo léo của Rashford trong các pha xử lý bóng khó, dù phải mất 3 phút để tổ trọng tài kiểm tra VAR, Rashford vẫn không hề nao núng khi thực hiện quả sút penalty thành công và góc lưới mở tỷ số cho Quỷ Đỏ. Man United vẫn tiếp tục tấn công. 5 phút sau, Rashford ngoặt bóng qua phải, dừng bước trước khu vực ngoài vòng cấm rồi thực hiện một cú sút đập xa. Một hình ảnh thường thấy của Rashford suốt từ đầu mùa tới giờ. Vài phút sau, tỷ số là 2-0 cho Manchester United. James và Martial phối hợp với nhau cực kỳ đẹp mắt, xuyên phá một lỗ thủng đủ cho Martial băng vào dứt điểm gọn gàng vào lưới Manchester City. Các cầu thủ Manchester United cùng nhau tiến lại cột cờ phạt góc ăn mừng. Một hình ảnh đẹp thể hiện tinh thần đồng đội của nửa đỏ thành Manchester. Manchester City nhanh chóng dồn ép tấn công, cuối cùng họ cũng có được một bàn thắng nhờ công của Nicolas Otamendi. Đáng lẽ họ đã có một trận hòa nếu các chân sút của họ không quá vô duyên trước khung thành của De Gea. Dẫu vậy, chiến thắng này vẫn hoàn toàn xứng đáng với những gì mà các học trò Solskjaer đã thể hiện trong trận đấu. Tuần trước là Mourinho, tuần này là Guardiola. Nếu trong bóng đá giống như quyền Anh, có lẽ Solskjaer nên chuẩn bị cho một cuộc diễu hành với tấm đài vô địch thế giới trên hồng. Tuần này thật sự là một tuần tuyệt vời cho tân huấn luyện viên Manchester United khi đội bóng của ông đã dần tìm lại phong cách thi đấu của mình, thậm chí tìm ra cách đánh bại một đội bóng thiên về cầm bóng và để lộ khoảng trống cho những pha phản công. Solskjaer chắc chắn sẽ tận hưởng khoảnh khắc này. Dẫn dắt Manchester United thời hậu Alex Ferguson chưa bao giờ là dễ dàng. Trong 6 năm qua, hết David Moyes đến Van Gaal và Mourinho đã chứng minh điều này. Mọi nghi ngờ sẽ vẫn còn đó, nhưng tuần thi đấu này đã chứng minh Manchester United đang dần cải thiện. Họ đang cách vị trí thứ tư 5 điểm, nhưng trên hết, đó là lối chơi Ole Gunnar đã đạt lên một tầm cao mới nhờ tốc độ và những pha chạy chỗ hiệu quả. Với Rashford trong đội hình, Solskjaer đã có chìa khóa mở ra thành công trong những trận đấu sắp tới.